Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều người có xu hướng tìm cho mình những không gian tĩnh lặng để được tận hưởng giây phút bình yên, được sống chậm lại, hoài niệm quá khứ, những ký ức về tuổi thơ. Tại thành phố Vũng Tàu có một không gian như thế do một nhiếp ảnh gia trẻ tạo lập, đó là quán cà phê Đèn Dầu, nơi tái hiện lại khung cảnh ngày xưa, giúp người đến đây có thể sống dậy những ký ức tuổi thơ hay là đơn giản tìm một góc riêng để lòng mình lắng lại. Giúp nhiều người có không gian để thư giãn, hồi tưởng lại kỷ niệm tuổi thơ, nên đã tạo dựng quán cà phê này. Cái sở thích mà về Đèn Dầu đó, là cái niềm đam mê của anh từ đó đến giờ. Thì Đèn Dầu nó mang một cái hình ảnh rất là quê và nó mang cái đậm cái chất người miền Nam mà. Thì anh sưu tập Đèn Dầu cũng từ đó đến giờ cũng khoảng thời gian cũng gần đây thôi, cũng khoảng 5-6 năm thôi. Thì từ cái ý tưởng, từ cái đam mê đó thì anh mới muốn truyền tải cái đam mê của mình đến với mọi người được rộng rãi hơn. Thông qua những cái kênh mua bán online thì mình tìm tòi rồi thấy tìm được thì mình thấy cái nào đó mình ưng và cảm thấy thích thì mình mua, hoặc là qua những người bạn họ giới thiệu. Và những bộ sưu tập Đèn Dầu này thì đa phần là các cái loại đèn dầu bảo để có thể thắp được ở ngoài trời. Thì ở đây mình đang sở hữu khoảng chừng 100 cái đèn dầu các loại. Hơn 100 chiếc đèn dầu được treo khắp trần nhà, trên các bức tường, cùng những bức ảnh kể về một thời gian khó, mang đậm ánh sáng, mang sắc vàng trầm, tạo cho mọi người cảm giác đang được sống trong khung cảnh những năm 1980. Tôi rất thích cái phong cách cổ này. Cái cổ điển tạo cho mình nhớ lại những cái giai đoạn ngày xưa đó. Cái thời xưa mình còn dùng đèn dầu nè, dùng tất cả những cái vật dụng trong cái quán này đều là những vật cổ xưa hết, gợi cho mình nhớ lại những cái hoài niệm của ngày xưa. Tôi cho nên tôi thích. Đặc biệt, chủ quán còn dành hẳn một góc riêng để trưng bày những khung ảnh của Vũng Tàu xưa, đem đến cho khách nhiều sự thích thú. Lần đầu tiên con biết được về thành phố Vũng Tàu cổ xưa. Cái con nói cho con ở Vũng Tàu từ rất lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ con mới biết được, nhớ rất nhiều thứ về cái đèn dầu này nữa. Có rất nhiều các loại đèn dầu khác nhau, từ đèn dầu từ cái loại đèn mới cho đến các loại đèn cổ xưa hơn. Và bây giờ con mới biết được là những cái loại đèn như thế này nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Trong dòng chảy của cuộc sống mưu sinh, đôi khi con người cần những khoảng lặng để nhìn về quá khứ, và những không gian như thế này là địa điểm lý tưởng. Đến với nơi này, mỗi người không chỉ biết thêm về cuộc sống xưa, mà qua đó còn thêm yêu và trân trọng những gì mình đang có.